Kính chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi những bản tin cập nhật, những thông tin mới nhất vừa được ban biên tập của chúng tôi cập nhật trên kênh Tin Mới. Sau đây là những thông tin chi tiết, xin mời quý vị cùng theo dõi. Trung Quốc tiết lộ 3 điều bất thường khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Quốc. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin ngày hôm nay của Tin Mới. Các bạn thân mến, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm Trung Quốc vào ngày hôm qua. Chuyến thăm chính thức này của ông đã khiến cho báo chí và truyền thông nước này không ngớt lời ca ngợi. Và một bài viết mới đây đã được đăng tải trên trang takeforest2.cn đã cho thấy rất nhiều điều. Bài báo đã nêu ra 3 điều bất thường trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc. Và từ bài báo này, chúng ta cũng nhận ra được rằng phía Trung Quốc đã thay đổi thái độ với Việt Nam. Tờ này viết, điều gì đã làm lần đầu tiên trong đời thì luôn có một ý nghĩa đặc biệt, và việc làm đầu tiên của các chính trị gia đôi khi còn chứa nhiều thông tin hơn. Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc thu hút sự chú ý của toàn thế giới, ngoại giao Trung Quốc nhanh chóng bước vào tình hình mới. Chiều ngày hôm qua, Tổng Bí thư của một nước láng giềng đã bay đến Bắc Kinh để thăm chính thức. Ông Lưu Kiến Xương, trưởng ban quốc tế Ủy ban Trung ương CPC đã đích thân chào ông tại sân bay. Đằng sau nghi thức phi thường đó là một cuộc viếng thăm từ một nhà lãnh đạo phi thường, ông là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Rõ ràng, đây không phải là một chuyến thăm bình thường, điều quan trọng nhất là ba cái đầu tiên, hay đúng hơn là ba cái khác thường, báo Trung Quốc nêu. Thứ nhất, Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên mà chúng ta tiếp đón sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20. Thứ hai, đây là chuyến thăm đầu tiên của Nguyễn Phú Trọng sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 Đảng Cộng sản Việt Nam được bầu lại. Thứ ba, đây là lần đầu tiên chúng tôi tiếp một nhà lãnh đạo nước ngoài với nghi thức thăm chính thức trong 3 năm kể từ khi có dịch. Nếu bạn hiểu rõ về ngoại giao Trung Quốc, bạn sẽ thấy rằng trong 3 năm qua, hầu hết các nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm đó là thăm làm việc, nhưng thăm chính thức thì rõ ràng là khác. Thăm chính thức nghĩa là một tập hợp đầy đủ các nghi thức ngoại giao. Tại sao là Nguyễn Phú Trọng? Tờ này đã đặt câu hỏi. Tôi nghĩ rằng nó nên được nhìn nhận trong bối cảnh của những thay đổi lớn trên thế giới trong chưa đầy một thập kỷ. Đầu tiên, không cần phải nói, điều mà các chuyên gia liên quan đã nói với tôi là đây không chỉ là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên mà Trung Quốc tiếp đón sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc, mà bí thư chúng tôi giới thiệu tình hình liên quan của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 với đích thân một nhà lãnh đạo nước ngoài. Đừng quên rằng Trung Quốc và Việt Nam hiện là hai nước xã hội chủ nghĩa lớn nhất trên thế giới. Không nghi ngờ gì nữa, đây là lần đầu tiên Trung Quốc gửi tín hiệu tới Việt Nam. Quan hệ Trung Việt không tầm thường, bài báo nhận định. Cũng cần lưu ý rằng, nếu lần đầu tiên của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ra nước ngoài thường chọn Lào, nhưng ông Nguyễn Phú Trọng đã không ra nước ngoài trong 2 năm qua, và lần đầu tiên ông chọn đó là Trung Quốc, sau khi được bầu lại, đây là một tín hiệu mạnh mẽ. Thứ hai, mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc ngày càng tốt đẹp, mối quan hệ vẫn đang nóng dần lên, chúng ta không cần phải trốn tránh nó. Trong vài thập kỷ qua, quan hệ Trung Quốc-Việt Nam có nhiều thăng trầm, nhưng ít nhất trong những năm gần đây, với những nỗ lực chung của cấp lãnh đạo hai quốc gia, đặc biệt là sự tương tác chặt chẽ giữa hai tổng bí thư, quan hệ giữa hai nước đã đi đúng hướng. Tôi nhớ khi tổng bí thư của chúng tôi sang thăm Việt Nam vào năm 2017, hai người có ngoại giao ăn sáng, ngoại giao đi bộ, ngoại giao uống trà, nhiều tình tiết rất cảm động. Đặc biệt, Tổng Bí thư nói về thế hệ lãnh đạo lớn tuổi của Trung Quốc và Việt Nam đã hết lòng vì dân, quan hệ Trung Quốc-Việt Nam ngày càng khăng khít hơn. Về mặt kinh tế, Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Trung Quốc. Nếu phạm vi giới hạn trong ASEAN thì Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN. Sự phát triển gần đây của Việt Nam thực sự là rất ấn tượng. GDP Việt Nam đã tăng 8,83% trong quý 3 đầu tiên và 13,7% trong quý 3. Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất trên thế giới, nhưng cũng không thể tách rời quan hệ kinh tế hợp tác mạnh mẽ với Trung Quốc. Cần phải chỉ ra rằng một nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự xoay chuyển trong quan hệ Trung Quốc-Việt Nam là do giao lưu giữa các bên đã đóng góp vai trò quan trọng hàng đầu. Xét cho cùng, cả hai quốc gia đều do Đảng Cộng sản quản lý. Sự giao lưu thân thiết giữa các bên đã thúc đẩy quan hệ hai nước tiến triển. Vì vậy, lần này, Lưu Kiến Xương cũng ra sân bay đón. Thứ ba, Hoa Kỳ đang bất bình. Trong những năm gần đây, Hoa Kỳ đã tăng cường nhiều hoạt động khác nhau tại Việt Nam. Theo Hoa Kỳ, một bước quan trọng đột phá để Hoa Kỳ hình thành lại môi trường xung quanh Trung Quốc đó là Việt Nam. Do đó, việc thổi phồng các sự kiện khác nhau và gieo rắc
mới bắt Hoa Kỳ giữa Trung Quốc và Việt Nam là điều mà Hoa Kỳ làm không ít năm gần đây. Làm thế nào và để làm gì? Trung Quốc nhìn thấy điều đó và Việt Nam cũng nhìn thấy điều đó. Chúng ta thấy rằng Việt Nam là quốc gia độc lập, có lợi ích quốc gia riêng và thực sự có tiếng nói khác nhau trong nội bộ Việt Nam về một số vấn đề với Trung Quốc. Nhưng chúng ta cũng thấy rằng Việt Nam cũng rất rõ tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác giữa hai quốc gia do Cộng sản lãnh đạo trong môi trường quốc tế hiện nay. Vì vậy, theo lời của một người bạn, mặc dù Việt Nam đã tuyên bố rõ ràng rằng sẽ không đứng về phía nào, nhưng Việt Nam kiên định với chủ nghĩa xã hội và kiên quyết phản đối cuộc cách mạng màu. Và thực tế, quan điểm của Việt Nam đã rõ ràng. Vì vậy, chuyến thăm lần này của Nguyễn Phú Trọng là hoàn toàn tự nhiên. Cuối cùng, bạn nghĩ gì? Chỉ có 3 điều báo Trung Quốc cho hay. Thứ nhất, quan hệ Trung Quốc-Việt Nam thực sự đặc biệt, nếu không thì sau Đại hội 20 khép lại và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ đến thăm Trung Quốc ngay lập tức. Tất nhiên, nhiều nhà lãnh đạo nước ngoài đến thăm như vậy, nhưng việc mời Nguyễn Phú Trọng là người đầu tiên. Điều này cho thấy thái độ của chúng tôi. Tôi ước tính rằng chuyến thăm này chắc chắn sẽ có nhiều điều đặc biệt là rất đáng mong đợi. Trung Quốc và Việt Nam với tư cách là hai nước xã hội chủ nghĩa lớn nhất trên thế giới, thực sự nên hợp tác và đoàn kết hơn nữa để đạt được 4 tốt. Thực sự đó là láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt và đối tác tốt. Đối với Trung Quốc, đây là một điều tốt, còn đối với Việt Nam, đó không phải là một điều xấu. Thứ hai, hãy tôn trọng Việt Nam, đừng có bơm đều và chê bai. Tôi biết điều đó vì nhiều lần trong quá khứ, một số bạn bè đã có những cảm nhận hơi trái chiều với Việt Nam. Trên không gian mạng không thiếu những lời bơm đều, chỉ trích hay Việt Nam phát triển tốt đến đâu thì cũng có những chê bai Việt Nam thế này thì khác. Không nên phóng đại, nó chắc chắn là không đúng. Theo tôi, chúng ta phải tôn trọng Việt Nam, một nước láng giềng rất quan trọng của chúng ta. Và nói thẳng ra, Việt Nam là một trong những nước láng giềng có tiềm năng lớn nhất với sự cần cù của người Việt Nam và hệ thống xã hội chủ nghĩa giống chúng ta, tương lai Việt Nam sẽ là vô hạn. Thứ ba, chính sách ngoại giao mùa thu của Trung Quốc đã khởi động, bây giờ là cuối mùa thu, lá đỏ đất nước phía Bắc đang nở rộ và chính sách ngoại giao mùa thu của Trung Quốc đã bắt đầu. Theo lộ trình, hiện tại ông Nguyễn Phú Trọng là người đầu tiên đến thăm Trung Quốc, tiếp theo là các nhà lãnh đạo nước ngoài như Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, Tổng thống Tanzania Samia Hassan và Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Xin lưu ý rằng đây không phải là một chuyến thăm làm việc, đó là một chuyến thăm chính thức cấp nhà nước. Chúng ta thường mô tả một thời đại thịnh vượng thường bằng 64, những người ở gần là hạnh phúc và những người ở xa đang đến. Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhiều nhà lãnh đạo nước ngoài đã đến thăm ngay lập tức. Điều này ít nhiều cho thấy rằng chúng ta có bạn bè trên thế giới, có những người bạn phương xa không kể hết. Chính sách ngoại giao Trung Quốc thực sự là một bộ, chắc chắn là V-League quốc gia của Trung Quốc khi có nhiều bạn bè và ít kẻ thù. Một vòng bằng loạt mở đầu, nhưng đoạn mở đầu chưa phải là cao trào. Các bạn thân mến, có thể thấy không còn những cụm từ chê bai nói xấu Việt Nam như là sói mắt trắng, vô ơn hay theo Mỹ chống Trung Quốc nữa. Truyền thông nước này đang liên tục lên tin khen người ở nước ta hết lời và cho rằng người dân Trung Quốc phải tôn trọng Việt Nam và thôi nghĩ xấu về nước ta. Trong mấy năm đọc báo tàu, chưa bao giờ các anh nhận thấy sự thay đổi lớn như vậy. Nhưng cho dù họ có nói gì đi nữa thì Việt Nam vẫn độc lập và tự chủ. Cây tre Việt Nam vẫn vươn mình lên mà thôi. Trung Quốc và Nga khởi động cuộc tập trận chung liên hợp trên biển năm 2022. Hôm nay, Trung Quốc và Nga chính thức khởi động cuộc tập trận chung liên hợp trên biển năm 2022 với chủ đề Liên hợp bảo vệ an ninh trên biển trong thời gian 7 ngày. Cuộc tập trận chung có sự tham gia của các tàu chiến hiện đại của lực lượng hải quân Trung Quốc và Nga. Theo truyền thông Trung Quốc, người phát ngôn của lực lượng Hải quân Trung Quốc Cao Tú Thành ngày hôm qua thông báo cho biết địa điểm tổ chức của tập trận chung giữa Trung Quốc và Nga diễn ra trên biển phía đông nước này. Lực lượng Hải quân thuộc chiến khu miền Bắc và miền Đông của Trung Quốc sẽ tham gia cuộc tập trận. Về phía Hải quân Trung Quốc có sự tham gia của tàu khu trục tên lửa dẫn đường Bao Đầu và Tế Nam, tàu hộ vệ tên lửa Tân Châu và Diêm Thành, tàu tiếp tế tổng hợp Cao Bưu Hồ, tàu ngầm, máy bay cảnh báo cánh cố định, máy bay tuần tra chống ngầm, máy bay trực thăng. Về phía Hải quân Nga có sự tham gia của tàu tuần dương tên lửa dẫn đường Varag, tàu chống ngầm loại lớn Đô đốc Saposinov, các tàu hộ vệ Perfect và Ada, tàu tiếp tế Pachanga. Cuộc tập trận sẽ diễn ra dưới hình thức đối kháng giữa hai bên thông qua thực chiến và diễn tập bắn đạn thật.
đồng thời thiết lập các khoa mục như khống chế, kiểm tra, bắt giữ, liên hợp phòng thủ trên không, cứu nạn và chống tàu ngầm. Người phát ngôn lực lượng Hải quân Trung Quốc Cao Tú Thành cho biết thêm, mục đích của cuộc tập trận lần này thể hiện quyết tâm, khả năng của Trung Quốc và Nga trong việc cùng nhau ứng phó với các mối đe dọa an ninh hàng hải, bảo vệ sự hòa bình, ổn định của quốc tế và khu vực, đồng thời làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc và Nga thời đại mới. Theo ông Cao Tú Thành, cuộc tập trận liên hợp trên biển giữa Trung Quốc và Nga bắt đầu từ năm 2012 và đã trở thành nền tảng hợp tác và kênh liên lạc ổn định, nâng cao sự tin cậy chiến lược, tình hữu nghị truyền thống và cải thiện năng lực hành động chung trên biển giữa hải quân hai nước. Cuộc tập trận chung liên hợp trên biển năm 2022 sẽ tăng cường hơn nữa tính thực chiến sáng tạo, củng cố kinh nghiệm và kết quả của 10 năm diễn tập chung trên biển giữa hải quân hai nước, thúc đẩy xây dựng cơ chế tuần tra chung trên biển, thúc đẩy đổi mới, phát triển hợp tác và tin cậy lẫn nhau giữa lực lượng hải quân Trung Quốc và Nga lên trình độ cao hơn, khởi điểm cao hơn. Và video của kênh tin mới đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!